để giải lượng độc tố được sinh ra từ hình dạng Kamen Rider Evolve của hắn dán vào người của Sento. Hắn ta đề nghị một cuộc trao đổi để có được mảnh Panora Box cùng với những chiếc Lost Bottle cuối cùng. Cuộc chiến của cả hai người nhưng cùng một cá thể, Evolve và mảnh vỡ của hắn, Banjo Ryuga. Cuộc va chạm bởi Evolve Cobra cùng với hình dạng Crossed Magma, trận chiến nảy lửa giữa cả hai Rider có thể xem là mạnh nhất tại thời điểm đó. Rồng và rắn, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Dùng toàn bộ sức mạnh bùng nổ của mình, Magma lao thẳng vào tên Evolve, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Trước mắt mọi người, hình dáng của Banjo hiên ngang và hùng dũng, anh ta vẫn đứng đó, chỉ có Evolve là hoàn toàn tan biến. Nhưng mọi người đã nhận ra sự kỳ lạ, Sento vẫn chưa hề được giải độc. Người đứng đó không phải là Banjo, giọng nói quen thuộc lại vang lên. Evolve, hắn ta đã lấy ra chiếc bottle và gọi nó là phase 2, Evolve Dragon. Tạo hình vẫn tương tự như Evolve, phần vai được thay đổi bằng hình dạng Dragon cũng như gương mặt của Crosshead. Nó chỉ là sự kết hợp giữa Crosshead và Dragon, được đổi tông màu thành màu xanh đậm mà thôi. Không có quá nhiều chi tiết thay đổi. Vũ khí của hắn ta cũng là vũ khí của hình dạng Crosshead là Big Closer. Sức mạnh ở hình dạng này của Evolve cũng gần như áp đảo tất cả những rider khác. Phong cách chiến đấu của Evolve lúc này cũng thay đổi rất nhiều, không còn là một con rắn gian xảo và tấn công bất ngờ kẻ thù. Hắn ta trở thành một con rồng hung dũng, sử dụng sự uy nghiêm của mình ra những đòn tấn công cực mạnh, không lùi bước và không có gì có thể cản trở hắn, là sức mạnh Dragon Evolve thể hiện. Cho dù Sento có sử dụng rất nhiều bottle cũng như kích hoạt lại hình dạng Hazard Trigger, cũng chưa lần nào thật sự có thể làm khó được hắn. Đòn tất sát tại hình dạng này của Evolve, nếu sử dụng cùng Big Closer, hắn ta sẽ chém ra một nhát chém bao phủ sức mạnh từ rồng thiên, ngọn lửa xanh sẽ chém tan kẻ thù trước mặt của Evolve. Kết hợp cùng với Evolve Driver, đòn tất sát sẽ gọi tên Evolve Finish. Hắn ta bao phủ ngọn lửa xanh vào đôi tay của mình, tung một cú đấm với toàn bộ long lực giáng vào người của kẻ thù khi va chạm.